Thanh niên lái siêu xe tự chế bằng cây dạo phố gây bão mạng, biết giá trị chiếc xe ai cũng sốc. Chiếc xe được thiết kế hoàn toàn từ gỗ cây với kiểu dáng độc nhất vô nhị của người đàn ông này đang gây náo loạn đường phố. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông điều khiển chiếc siêu xe mô tô tự chế từ thân cây đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Chiếc xe có thiết kế vô cùng đặc biệt và ấn tượng, được chế tạo hoàn toàn từ gỗ cây tự nhiên nhưng vẫn có thể chạy với động cơ không kém những chiếc xe mô tô khác. Người đàn ông này đã khéo léo sử dụng loại gỗ cây quý hiếm để chế tạo nên chiếc xe mô tô giống hệt như những chiếc xe phân khối lớn khác trên thị trường, từ hình dáng thiết kế đến động cơ. Đó cũng là lý do vì sao chiếc siêu xe gỗ của người đàn ông này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi đường. Rất nhiều ý kiến khen ngợi người đàn ông này sáng tạo và cá tính. Thậm chí có không ít người phỏng đoán giá trị của chiếc xe nếu được làm từ gỗ quý thật sự thì có lẽ sẽ lên tới vài trăm triệu. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng thiết kế của chiếc xe này rất đặc biệt nhưng cũng chỉ nên trưng bày thay vì đi thông dong ngoài phố như vậy vì khả năng sẽ vi phạm luật giao thông và không đảm bảo an toàn. Muốn nổi tiếng, chàng trai liều mình nuôi hổ mang chúa trong nhà, không ngờ cái kết nhận được sau mỗi lần selfie cùng nó khiến ai cũng rùng mình. Chia sẻ hình ảnh với con vật cưng khổng lồ anh nuôi trong nhà mà không cảm thấy khiếp sợ khi lưỡi tự thần đến vậy. Những con vật khổng lồ luôn thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là rắn, khắc tên của nhiều người khi chỉ cần nhìn thôi cũng sợ chết khiếp. Thế nhưng, những hình ảnh dưới đây của anh chàng Suramanwan sống tại Indonesia thản nhiên chơi đùa với hổ mang chúa to gấp đôi cơ thể mình. Nhiều người nghi ngờ đây là hình ảnh giả mạo, nhưng các chuyên gia sau khi xem bức hình khẳng định nó là một con rắn khổng lồ thực sự. Hình ảnh được Suramanwan đăng tải lên Facebook với hơn 20.000 lượt chia sẻ. Con rắn dài 3 mét khiến nhiều người thắc mắc anh chàng đã nuôi nó từ bao giờ và làm thế nào khiến nó sống hiền lành và chưa gây ra mối nguy hiểm nào cho những người xung quanh. Không một chút sợ hãi và liên tục thay đổi kiểu dáng chụp hình. Do kích thước con vật quá lớn và độ nguy hiểm khó lường, nhiều người đã khuyên không nên tiếp tục giữ nó lại nuôi trong nhà. Rắn hổ mang chúa được xem là loài động vật nguy hiểm bậc nhất trên thế giới bởi chúng có thể một lúc cướp đi mạng sống của nhiều người, nọc độc giết chết cả con mồi lớn gấp 10 lần. Thực tế, nhiều người muốn nuôi rắn như một thú vui và sở thích kỳ dị, tuy nhiên cũng phải hết sức cẩn thận với loài vật nguy hiểm này. Thấy hàng trăm sinh vật lạ trôi dạt vào bờ biển sáng sớm, tò mò đụng vào, người dân mới khóc ròng chết tòi cả làng rồi. Khi lại gần, mọi người đều bàng hoàng nhận ra những sinh vật lạ này là thứ gì. Vừa qua, trên hòn đảo Hokkaido Benten Shoyamizaki tại thành phố Wakanai, Hokkaido, Nhật Bản đã xuất hiện một cảnh tượng khiến người dân vô cùng hoang mang. Họ phát hiện có rất nhiều sinh vật lạ tập trung ở khu vực đảo, tạo nên những hình ảnh trước này hiếm khi nhìn thấy. Sau khi lại gần, người dân đã xác định được rằng đây là những con sư tử biển. Hiện nay, số lượng sư tử biển ở khu vực đảo này đã phát triển một cách nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến nghề cá của các ngư dân. Đảo Benten nằm ở phía tây bắc Hokkaido, Nhật Bản và không hề có người ở. Diện tích của đảo là 0,005 km², chu vi 0,5 km, điểm cao nhất so với mực nước biển là 20 mét. Người dân cũng thường đánh bắt hải sản ở đây để làm kế mưu sinh. Thế nhưng sự xuất hiện của những con sư tử biển ngày một nhiều khiến cho số lượng hải sản có thể bị giảm đi đáng kể. Từ đó cả làng đều lo lắng khôn nguôi vì không biết sau này biết kiếm cơm kiểu gì.
cận cảnh con bê sáu chân đang gây sự sốt. Con bê con kỳ lạ đột biến có tới 6 chân khiến chủ nhân vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên người chủ vẫn quyết tâm nuôi lớn con bê, không giết thịt như nhiều người khác. Mới đây, tại một hộ chăn nuôi thuộc trấn Thanh Liên, huyện Phụng Tiết, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, một con bà mẹ hạ sinh được một con bê con kỳ lạ. Sở dĩ nói là kỳ lạ bởi con bê mới được sinh ra nhưng đã có tới 6 chân và 2 cái mông, thậm chí hậu môn cũng có 2 cái. Theo ông Cam Lập Vạn, chủ nhân của con bê, ông đã nuôi bò hơn 50 năm nay, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy con bê nào có hình dáng kỳ lạ đến như vậy. Ngày sinh hạ bê con, bà mẹ cũng mất tới gần 3 tiếng mới sinh nở thuận lợi. Bê con ra đời nặng khoảng trên dưới 20kg. Từ ngày con bê có tới 6 chân và 2 cái mông được sinh ra, gia đình ông ngày nào cũng đón rất nhiều người tới chơi và thăm con bê kỳ lạ. Có nhiều người khuyên ông Cam Lập Vạn nên giết con bê vì ngoại hình của nó kỳ quái, trông chẳng khác nào quái vật. Thế nhưng ông Cam Lập Vạn cho biết, dù người khác có nói thế nào, chê bai ra sao, ông vẫn sẽ cố gắng nuôi sống con bê này. Được biết, có chuyên gia đã đến xem xét tình hình của con bê và cho rằng con bê đột biến có 6 chân và 2 cái mông rất có thể là do bê mẹ trong quá trình mang thai đã ăn vật gì lạ gây nên đột biến này. Hồ chứa Pymatunin thuộc quận Crawford, bang Pennsylvania, Mỹ đã từng là một đầm lầy rất lớn những năm trước đây. Dòng sông Shenango mang nước chảy qua đầm lầy cổ đại này đã đem đến những nguồn lợi to lớn cho các ngành công nghiệp phía hạ lưu ở thung lũng Beaver và Shenango. Tuy nhiên, cơn lũ tàn bạo tràn qua khu vực này vào năm 1913 đã phá tan những trụ phú của mảnh đất nơi đây. Thế nhưng, đến năm 1934, người ta đã xây dựng một con đập và một hồ chứa để giữ nước chảy vào vùng đầm lầy, đồng thời điều tiết dòng chảy của hai con sông Beaver và Shenango. Bên cạnh đó, để đạt được mục đích điều tiết dòng nước trong hồ, người ta cũng xây thêm một đập tràn có tên là Liceville. Đập tràn này được tạo nên, chẳng ai nghĩ nó có thể làm gì ngoài việc giữ ổn định cho chuyển động của nước trong hồ. Tuy nhiên, dòng nước chảy vào chiếc bát này đã mang đến một hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng, bao gồm các nguyên liệu thực vật, ấu trùng, côn trùng, tôm càng, cùng rất nhiều loài động vật không xương sống khác. Đặc biệt nhất, đó là nơi đây thu hút một lượng vô cùng lớn các loài cá. Nhiều đến nỗi, ngay sau khi hình ảnh về đàn cá đông đảo sống trong đập tràn này được đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, hồ chứa Pymatunin đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch. Nếu có dịp đến đây, chắc chắn ai cũng không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước cảnh hàng ngàn con cá chen chúc nhau nơi rìa đập tràn với cái miệng lúc nào cũng há rộng ngửa lên trời để chờ đợi những lát bánh mì được du khách thả xuống. Được biết, đây là loài cá chình, chúng túm tụm tại phía góc đập, quậy nước, đạp cả lên nhau để tranh ăn. Nhiều người chứng kiến bữa ăn như trận chiến của đàn cá nói rằng chúng là những kẻ vô cùng phàm ăn, có phần hơi đáng sợ. Nếu chẳng may có ai bị ngã xuống đây, có thể đàn cá sẽ ăn thịt người ấy mất thôi, một du khách thốt lên. Có những lúc, số lượng cá trong đập nhiều vô kể, nhiều đến nỗi chúng bắt thành một chiếc cầu cho những con vịt trời cũng háu ăn không kém phần đi lại trên đó và tranh đớp những mẩu bánh mì từ đàn cá. Không nói quá, cảnh tượng tranh giành thức ăn vô cùng bản năng và thể hiện một cách rõ ràng sự khắc nghiệt của tự nhiên nơi hồ Pymatunin đã trở thành đặc sản du lịch của vùng đất đã từng là một đầm lầy trù phú này. Để quảng bá đặc sản này, cơ quan phát triển du lịch địa phương đã dựng nên một khẩu hiệu vùng nước nơi vịt cưỡi trên lưng cá, kèm theo một bức ảnh chụp lại cảnh đàn vịt đang đi trên chiếc cầu do chính đàn cá tạo nên. Hiện nay đập tràn Liceville
tự hào là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch thứ hai của bang Pennsylvania, chỉ sau Liberty Bell, với lượng khách tới đây hàng năm khoảng 500.000 lượt.